Ok, thì Dạ. cảm ơn Jonathan đã trích thời gian quý báu. Thì bây giờ mình xin phép hỏi tiếp một vài câu nữa. Nói chung mình cũng đóng vai trò là người tay coi đầu tiên thôi, newbie thôi. Thì bây giờ giả sử như bây giờ Vinh đi, như hồi nãy là mình nói là mình không có vốn. Bây giờ giả sử như bằng cách nào đấy, bằng cách vay mượn hay là bằng bằng tiền tiết kiệm gì đó, mình có 500 triệu. Thì liệu rằng đầu tư crypto vào thời điểm này, hoặc là đầu tư như thế nào cho nó an toàn được không như ta? Có cách nào để mình làm được điều đấy không? Bản chất là đầu tư hay là trong vấn đề nhân sinh thì theo mình nghĩ thì tất cả mọi thứ thì đều có rủi ro. Ngay cả đơn giản là chúng ta ngày mai còn sống hay chết thì chúng ta cũng không quyết định được. Thì đây là tất cả mọi thứ nó đều có những xác suất rủi ro nhất định. Đặc biệt trong thị trường crypto thì có vài chục ngàn cách để chúng ta mất tiền. Ví dụ chúng ta mua coin, chúng ta để trên ví, chúng ta bị hack ví, chúng ta để bên sàn, đôi khi sàn nó có những cái vấn đề là bị sập hay chúng ta bị mất Gmail, hoặc là chúng ta bị hack hay chúng ta cung cấp thông tin, rồi chúng ta tạo ví ví lạnh thì chúng ta lại đôi khi bị mất Raiden key, rồi chúng ta lại bị mất luôn, rồi chúng ta bị cháy nhà, rồi chúng ta có nhiều yếu tố. Thì tất nhiên thì nó có rất nhiều yếu tố để khiến cho chúng ta bị mất tiền. Và tất nhiên trừ ra những yếu tố mà bị thiên tai và những cái sự cố mà nếu như do thiếu kiến thức ra mà chúng ta một lượng kiến thức cơ bản á, thì nói về đầu tư thì mình thấy là có một cái cách đầu tư mà 500 triệu đầu tư cho crypto khá là an toàn, đó chính là đầu tư vào tài sản, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ phân tích cái này, và khi mình phân tích cái này xong mình tin rằng các bạn sẽ biết được là cái nào là tài sản và cái nào là không phải là tài sản, đúng không ạ? Và mình ví dụ như bên thị trường là những thứ được gọi là tài sản là những thứ là có độ khan hiếm, đúng không ạ? Và nhu cầu sử dụng, nhu cầu muốn sở hữu nhiều, thì sớm hay muộn thì những tài sản đó cũng tăng giá, đúng không ạ? Ví dụ như vàng thì nó khan hiếm thì về dài hạn chắc chắn nó tăng, đúng không ạ? Và ví dụ như là bất động sản trung tâm thì về dài hạn thì bất động sản nó cũng tăng. Còn và thì chắc chắn trong thị trường crypto thì có một thứ được gọi là tài sản, đó chính là Bitcoin. Tại sao mình nói là Bitcoin là gọi là tài sản? Mọi người, thứ nhất là Bitcoin nó là đồng được chọn, đúng không ạ? Trước Bitcoin thì có rất nhiều đồng được xảy ra, nhưng Bitcoin là nó là đồng được chọn và 2 là 8, nó tồn tại đến bây giờ. Và chắc chắn một điều thì nó phải có một thế lực phía sau chống lưng cho nó. Và thế lực nó là ai? Thì theo quan điểm cá nhân của Jonathan thì đó là Mỹ. Lý do tại sao là Mỹ? Thứ nhất là Bitcoin được tạo ra khủng hoảng năm 2008, khủng hoảng bất động sản bên Mỹ là chuyện thứ nhất. Vấn đề thứ hai, Bitcoin thuật toán của nó là halving, giảm tốc độ phần thưởng cho thợ đào là giảm đi một nửa 4 năm một lần. Vô tình 4 năm này nó khớp với bầu cử tổng thống Mỹ, là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba, để biết được giá trị của Bitcoin thì bắt buộc Bitcoin phải gì ạ? Phải thanh khoản được. Mà thanh khoản thì thông qua gì ạ? Thông qua USDT. Mà USDT được bảo chứng bởi gì ạ? Bởi đô la. Mà đô la thì được cho đơn vị nào in được ạ? Đó chính là Fed. Mà Fed thì trực thuộc, thì tuy không trực thuộc ở Mỹ nhưng nó vẫn là được ít nhiều được Mỹ hỗ trợ. Nên thứ gì liên quan đến đô la Mỹ thì cái đó về dài hạn, tất nhiên thì trừ khi đế chế Mỹ được thay thế. Còn nếu với hiện tại thì mình thấy được rằng Bitcoin về dài hạn chắc chắn sẽ được tăng, tại vì tất cả mọi thứ nó được tăng thì lâu lâu mọi người vẫn thấy được là nó in ra 1 tỷ USDT. Tuy ra vấn đề ở đây là giả tất cả những thứ được in ra từ trong thị trường crypto gần như nó in ra từ không khí, đô la cũng được in ra từ không khí, đó là từ Fed. Chính năm nay vấn đề về dài hạn thì Mỹ chắc chắn một điều là muốn hút tiền được từ những nước phương Đông và những cái nước ở nước khác để về kéo tiền về cho nước mình. Thì Bitcoin là của Mỹ, mọi người có thấy là nghe cấm Bitcoin rồi các nước cấm Bitcoin, về Trung Quốc cấm Bitcoin, nhưng mọi người có bao giờ thấy là Mỹ cấm Bitcoin bây giờ chưa? Chưa. Tại vì đơn giản nó được chống lưng bởi Mỹ và các nhóm tài việt và bởi Fed. Chính vì vậy nên đâm ra nếu chúng ta đầu tư vào Bitcoin thì về dài hạn, đúng không ạ, là Bitcoin sẽ tăng. Thì nếu như bạn có 500 triệu, bạn muốn đầu tư vào crypto và bạn không muốn rủi ro nhiều và muốn an toàn thì Bitcoin chính là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Tất nhiên là phải chọn vùng giá, và vừa rồi thì Bitcoin điều chỉnh thì bạn có thể xem xét là mua dần, đúng không ạ, và xuống giảm khoảng tầm 20 đến 30% giá hiện tại nữa thì bạn có thể mua thêm. Thì mình thấy là đây là phương án khá là happy và nó là khá là an toàn dành cho những cái bạn đầu tư thích an toàn.
Được không ạ? Em cảm ơn Dinh với câu hỏi. Ok. Rồi, rất cảm ơn Jonathan đã trả lời những câu hỏi khá là vĩ mô. Ok, thì bây giờ nhân tiện tự nhiên hỏi đến câu hỏi đó thì mình mới sực nhớ có một bạn nhà đầu tư bên Forex của mình. Bạn ấy có 180.000 đô, tức là cũng tầm 4 5 tỷ đó, và bạn ấy muốn là không bỏ trứng vô một giỏ. Nên là ngoài cái việc đầu tư Forex bên cái một nhóm an toàn bên phía của mình thì bạn ấy muốn chia ra một số vốn để đầu tư một kênh khác, trong đó có kênh mà bạn ấy chọn chính là crypto. Thì bạn ấy cũng ở Hưng Yên đây thôi, cho nên là bây giờ ví dụ như bây giờ bạn ấy muốn đầu tư bên Forex một nửa và bên crypto một nửa đi, là 2 tỷ đi, và hiện bạn ấy chỉ tập trung vào phát triển bản thân, gần như nói là đang thất nghiệp, thì việc đầu tư vào crypto sẽ phân bổ như thế nào, thì cho thay có thể có đưa ra một vài gợi ý được hay không? Nếu như số vốn của bạn ở ngoài Phú Yên mà đầu tư là 2 tỷ bên thị trường crypto thì vấn đề thì em sẽ tư vấn bạn ấy như sau. Vấn đề thứ nhất là em cần biết được bạn ấy chính xác là một tháng chi tiêu cá nhân và gọi là chi phí gia đình của bạn, gọi là chi phí cơ bản á, một tháng là bao nhiêu. Em nói ví dụ chi phí ở Phú Yên thì khoảng tầm một gia đình thì nó rơi vào khoảng tầm 10 triệu đến 15 triệu, em tạm thời em tính 10 triệu đi, thì ở Hưng Yên thì tạm thời em cứ cho là khoảng 10 triệu một tháng, em ví dụ nha, là 10 triệu một tháng thì ít nhất bạn ấy phải chừa ra được tiền chi phí trong vòng 2 năm. Nếu như bạn có 2 tỷ thì bạn ít nhất bạn phải để trong tài khoản tiết kiệm, và tài khoản đó hiện tại bạn thất nghiệp thì trong thời gian bạn kiếm việc mới thì bạn cần có một cái khoản dự phòng để đảm bảo chuyện ăn uống cơm áo gạo tiền của bạn là trong vòng 2 năm, ví dụ như 10 triệu một tháng thì một năm 120 triệu và bạn sẽ dành 240 triệu để riêng ra, thì bạn còn thì số tiền khoảng 250 triệu đi thì còn lại 1 tỷ 750, được không ạ? Rồi sau đó 1 tỷ 750 á thì sẽ có phương án thì bạn sẽ đầu tư 1 tỷ thì bạn sẽ đầu tư vào những con an toàn, ví dụ như là Bitcoin hoặc Ethereum hoặc BNB, đúng không ạ? Và BNB thì có thể là bạn sẽ ăn được lam bun và lam bát thì nó vô tình nó cũng tạo ra được dòng tiền, đúng không ạ? Đó là vấn đề thứ nhất. Và khi nó tạo được biên lợi nhuận tốt thì bạn sẽ chốt lời, thì đất mình sẽ hướng dẫn. Sau đó còn là 750 triệu thì mình sẽ giúp bạn tối ưu đầu tư về altcoin, chiến lược như thế nào, thì mình tin rằng là bạn có thể vào nhóm của gọi là Beyond Crypto, sau đó bạn có thể kết bạn hoặc là có thể trực tiếp hỏi Dinh về cái sự liên lạc với mình để mình tư vấn bạn kỹ hơn. Thì đó là cái phương Ok. án của mình, tại vì đơn giản tại sao là có khoản dự phòng là 2 năm, tại vì đôi khi thị trường crypto nó đi không như mình mong muốn và đôi khi là đi ngang hoặc nó giảm tạm thời, và trong thị trường crypto thì mình chưa bán là chưa chưa thua chưa lỗ, thì nó giảm. Đôi khi có những con mình đang ví dụ như thời điểm 2 thì mình mua con Solana là 4 đô thì nó giảm về 1 đô, thì nếu mình không bán thì sau này nó 150 đô, thì câu chuyện ở đây là mình vẫn có một biên lợi nhuận cực kỳ happy. Nhưng nếu như mà trong vòng thời gian từ 4 đô giảm tới 1 đô mà mình lại không có tiền ăn tiền uống thì mình phải bắt buộc phải bán bớt coin ra, thì vô tình nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con người của mình. Ok. Rồi ok, em cảm Rồi, ơn anh nhé. hợp lý. Ok, cảm ơn Jonathan. Thì nói chung là đây là một câu hỏi của người thật, vì thật, cho nên là bạn ấy cụ thể hơn thì mình cũng mong bạn ấy sẽ liên hệ trực tiếp Jonathan để hỏi. Thì mình sẽ hy vọng là mình sẽ làm cầu nối để kết nối các anh em lại với nhau. Cũng hy vọng là anh em chúng ta cùng kiếm tiền ở thị trường tài chính này mà thôi.